bà Đào Hồng Lan làm quyền Bộ trưởng Y tế, nữ tướng đặc biệt, không có chuyên môn y tế. Bà Đào Hồng Lan sẽ giữ vị trí quyền Bộ trưởng Y tế cho đến khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng. Bà cũng được coi là trường hợp đặc biệt khi là người duy nhất trong lịch sử ngành y giữ vị trí người đứng đầu ngành nhưng không có chuyên môn về y tế. Trưa 15 tháng 7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố hai quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đối với bà Đào Hồng Lan. Bộ Chính trị điều động, phân công bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng cũng quyết định giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bà Đào Hồng Lan là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trải qua nhiều cương vị công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, dù nhiều thách thức, bà Lan sẽ phát huy được năng lực sở trường để cùng đội ngũ cán bộ nhân viên Bộ Y tế vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Bà Đào Hồng Lan nhận nhiệm vụ đứng đầu ngành y tế sau 38 ngày, người tiền nhiệm là ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức. Từ năm 1945 đến nay, Bộ Y tế đã có 14 đời bộ trưởng người đứng đầu. Bà là nữ lãnh đạo thứ ba của ngành y, sau Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến và Nguyễn Thị Kim Tiến. Theo quy trình, bà Đào Hồng Lan sẽ giữ vị trí quyền Bộ trưởng Y tế cho đến khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm bộ trưởng. Bà cũng được coi là trường hợp đặc biệt khi là người duy nhất trong lịch sử ngành y giữ vị trí người đứng đầu ngành nhưng không có chuyên môn về y tế. Bà sinh năm 1971, quê ở Hải Dương, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước khi nhận trọng trách tại Bộ Y tế, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh. Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan là thạc sĩ kinh tế, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1993. Bà Lan là nữ cán bộ có quá trình công tác gắn với ngành lao động, thương binh và xã hội, từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách, Chánh Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cuối năm 2014, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động. Ngoài ra, bà còn là Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, bà Lan nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tháng 9 năm 2020, bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.